và người tình màn ảnh của Matt Brin trong các dự án sắp tới, Yaya Urasaya được ủng hộ nhiều nhất. Ba nữ diễn viên xinh đẹp đóng cặp cùng Matt Brin trong phim truyền hình mới Yaya Urasaya, Tiêu Nathapong hay Paul Melada sẽ thu hút hơn. Nam chính số hưởng nhất của đài 3 trong năm 2021 không ai khác chính là Matt Brin. Từ đầu năm 2021 đến giờ chưa có dự án phim nào của Matt Brin lên sóng. Tuy nhiên, các bộ phim đã và sắp thực hiện của anh chàng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, một phần lớn đến từ bạn diễn nữ của Matt Brin. Hiện tại, anh đã cầm chắc trong tay 3 bộ phim mới, bao gồm một bộ phim đã quay xong và 2 dự án phim đang thai nghén. Trong 3 tác phẩm này, Matt Brin có cơ hội làm việc chung với những bóng hồng cực phẩm của đài CH3 Thái Lan. Có cả người mới và cả người anh đã từng đóng cặp trong các dự án trước đó. Hãy cùng xem dàn người tình màn ảnh chất lượng của Matt Brin trong năm 2021 là những ai nhé. Thứ nhất là Yaya Urasaya. Cái tên đầu tiên và cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là Yaya Urasaya. Ngay sau khi có thông tin Matt Brin và Yaya Urasaya tái hợp tác sau phim Sóng Gió Cuộc Đời, netizen đã không giấu nổi sự phấn khích. Những fan ruột của bộ phim Sóng Gió Cuộc Đời đã chờ đợi tin vui này suốt 4 năm qua. Vì cô sinh Matt, Yaya quá xứng đôi vừa lứa và họ mong chờ được thấy họ một lần nữa trên màn ảnh. Bộ đôi hoàn hảo từ nhan sắc đến khả năng diễn xuất, đặc biệt là phản ứng hóa học tuyệt vời giữa họ làm tan chảy trái tim người xem. Hiện tại, mọi thông tin chi tiết về dự án tái hợp của Matt và Yaya vẫn đang được phía ekip giữ bí mật. Thêm một số nguồn tin, đây tiếp tục là một bộ phim ngược luyến tàn tâm, được đánh giá là mãnh liệt hơn cả Sóng Gió Cuộc Đời. Thứ hai là Tiêu Nathapong. Matt Brin gặp lại bạn diễn Tiêu Nathapong trong bộ phim hành động Game Last Tarachon, tự Việt, trò chơi săn lùng kẻ ác. Với thể loại này, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên sinh năm 1989 có cơ hội được thử sức. Phía Matt Brin, anh may mắn có cơ hội tiếp xúc nhiều với dạng phim hành động. Bộ phim mất 2 năm để hoàn thành quá trình quay phim, mới đóng máy cách đây không lâu và đang xếp hàng chờ lên sóng. CH3 Thái Lan dự kiến sẽ phát hành trò chơi săn lùng kẻ ác trong tháng 9 tới đây. Cặp chị em Matt, Tiêu từng đóng cặp cùng nhau trong bộ phim cổ trang Chuyện Tình Bậc Đế Vương lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Trong lần tái hợp này, Matt, Tiêu sẽ mang đến cho khán giả nhiều nguồn cảm xúc mới, hành động kịch tính đang xen tình cảm. Thứ ba là Paul Melada. Cái tên cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại là Paul Melada, xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình trực tuyến, nữ diễn viên sinh năm 1996 tiết lộ. Sắp tới, cô sẽ có một dự án phim đóng cặp cùng Matt Brin. Nữ chính đã lên tiếng xác nhận thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Paul Melada lần đầu nên duyên cùng đàn anh Matt Brin trong phim truyền hình. Đối với Paul Melada, cô chỉ mới chân ướt chân ráo vào đài 3, nhưng may mắn luôn được gửi gắm những kịch bản hay, đóng cùng những bạn diễn nam nổi tiếng. Bộ đôi Vision, Matt Brin, Paul Melada hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều điều thú vị. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong một dự án phim chính. Vì vậy, netizen háo hức để xem chemistry giữa họ như thế nào. Những thông tin chi tiết về bộ phim mới của Matt Paul vẫn chưa được tiết lộ. Người hâm mộ hãy kiên nhẫn chờ đợi thính mới từ nhà sản xuất nhé. Mỗi cô gái là một màu sắc khác nhau, mỗi người lại có một thế mạnh riêng cho mình. Vì thế, dù là cái tên nào, thì khán giả vẫn đặt rất nhiều niềm tin. Hy vọng rằng cùng với Matt Brin, họ sẽ làm nên những tác phẩm ra trò gửi tới những người hâm mộ.